Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Aston Villa với West Ham 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2023, vòng 9 ngoại hạng Anh. Không biết mùi chiến thắng và phải hứng chịu tới 7 thất bại sau 11 lần gần nhất đối đầu West Ham, nhưng rất có thể Aston Villa sẽ được ca khúc khải hoàn khi tiếp đón đội bóng thủ đô London trong khuôn khổ vòng 9 ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Sở dĩ nói vậy là bởi Aston Villa dưới thời huấn luyện viên Unai Emery luôn tỏ ra cực kỳ đáng sợ trên sân nhà. Cần biết trong 3 lần đón khách tại Premier League mùa này, đội chủ sân Villa Park đã mang về 9 điểm tuyệt đối, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn thua. Tính rộng ra, Aston Villa đã có tới 12 lần được ca khúc khải hoàn sau 13 trận sân nhà gần nhất. Đây quả thực là thành tích đủ khiến bất kỳ đội bóng nào đặt chân tới Villa Park cũng phải cảm thấy run sợ. Phía bên kia chiến tuyến, West Ham cũng đang có sự khởi đầu ấn tượng trong mùa giải năm nay. Sau 8 vòng đấu, West Ham thắng 4 hòa 2 và chỉ chịu thua 2 ông kẹ Man City và Liverpool. Bên cạnh những màn trình diễn ổn định tại Premier League, West Ham cũng thi đấu rất thành công tại những mặt trận khác. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes đã nhẹ nhàng vượt qua Lincoln City ở vòng 3 EFL Cup và toàn thắng cả 2 trận mở màn vòng bảng Europa League. Thế nhưng bất chấp thành tích đáng nể ấy, rất nhiều khả năng West Ham sẽ phải chịu cảnh trắng tay trong chuyến hành quân sắp tới. Thống kê đã chỉ ra rằng West Ham thường không có được kết quả tốt mỗi khi làm khách của Aston Villa mà được chấp 0.5 full time. Ở 4 lần gần nhất hành quân tới Villa Park được chấp với tỷ lệ 0.5, West Ham đã thua tới 3 trận và chỉ thu về đúng 1 chiến thắng. Tuy nhiên, West Ham là đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khi chơi trên sân khách. Với kèo châu Á Aston Villa chấp 0.5, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, West Ham được chấp 0.5 full time. Một giây quảng cáo, nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Việt 138 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày. Tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Trong 3 mùa giải gần nhất, West Ham toàn thắng khi làm khách của Aston Villa. Tính rộng ra, The Hammers đã bất bại 5 trận liên tiếp tại Villa Park. Nhưng như đã đề cập ở trên, việc nhà cái ra kèo Aston Villa chấp tới 0.5 full time là điều có phần bất hợp lý, nhất là ở hoàn cảnh phong độ của hai đội gần như tương đương nhau. Với kèo châu Âu nếu có chút mạo hiểm anh em cân nhắc cửa hòa. Chốt kèo châu Âu, hòa. Sau 8 vòng đấu, Aston Villa đã bỏ túi 19 pha lập công. Tại ngoại hạng Anh lúc này, chỉ có hai đội ghi được nhiều bàn thắng hơn Aston Villa đó là Brighton và Newcastle. Đáng lưu ý, 13 trên 19 bàn thắng của Aston Villa được ghi trong 3 trận sân nhà. Ở chiều ngược lại, West Ham trong 6 cuộc viễn chinh mùa này đều không tịt ngòi, nhưng đã chỉ có đúng một lần giữ sạch lưới trước nhược tiểu Lincoln City. Với sự phóng khoáng của Aston Villa cùng thói quen công làm thủ phá khi thi đấu xa nhà đến từ West Ham, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trông đợi vào một trận cầu bùng nổ bàn thắng. 4 trên 5 trận sân khách gần nhất của West Ham và 7 trên 8 trận sân nhà gần nhất của Aston Villa không dưới 3 bàn trận. Với kèo tài xỉu 2.75, anh em cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.75 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Aston Villa 2 West Ham 2. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.